não bộ của anh chị em là ông thầy thuốc của anh chị em đó. Chú trả lời cho anh chị em câu hỏi sáng, chứ không phải là chú chữa cho anh chị em hay là những anh chị em khác chữa anh. Chú và những anh chị em khác hướng dẫn cho anh chị em, tiếp tế năng lượng cho anh chị em. Và cái phần chữa lành phải ủy thác cho những tế bào. Và khi những tế bào còn tiếp thu năng lượng được, còn hoạt động được, thì sự cải thiện nó nhanh chóng thôi. Nó chỉ cần năng lượng thôi. Và những tế bào gốc, những tế bào não là những tế bào thông minh lắm. Nó được dàn dựng và thiết kế với đầy đủ chức năng để cho anh chị em có cuộc sống khỏe mạnh. Có anh chị em có đủ khả năng để anh chị em chống chọi lại tất cả những bệnh tật. Ngoài cái gãy tay, gãy chân, bị tai nạn, cái chịu thua thôi. Còn cái sức đề kháng của anh chị em mạnh mẽ thì anh chị em không có bị tổn thương, không có bị những bệnh nan y, không có bị ung thư và không có bị những cái biến chứng đã xảy ra, đang xảy ra. Và chú chia sẻ với anh chị em cái kỹ thuật này và chú thông báo cho anh chị em để anh chị em chúng ta mọi người trong cái thời khắc khó khăn hiện tại này, chúng ta đang đương đầu với cái virus là chúng ta gọi là con vi khuẩn 19 đó. Nó tấn công không chừa ai hết. Những người nào có sức đề kháng yếu là nó đến với anh chị em đó. Và nó đến với mọi người hết. Nhưng mà chúng ta có cái sự đề kháng mạnh mẽ, chúng ta có một cái thể lực, chúng ta có cái tinh thần, thì chúng ta có cách hiểu biết và chúng ta tiếp thu năng lượng, hỗ trợ năng lượng cho cái người bác sĩ giỏi nhất là tế bào gốc, tế bào não của anh chị em đó. Và chính vì vậy những anh chị em bị những bệnh Covid mà chú trình bày với một số anh chị em đã trải nghiệm qua thành công đó là do cái tế bào gốc, do bộ não của người đó, của chúng ta. Là một người bác sĩ giỏi nhất của chính cơ thể bạn và do cái bộ não của anh chị em hiểu biết, tiếp nhận và giúp phần năng lượng để tế bào cải thiện trong mọi tình huống của sức khỏe anh chị em. Nhưng mà anh chị em phải nhớ rằng trước khi những cái tế bào nó không còn, nó kiệt quệ, nó không làm gì nữa thì chịu thua. Tế bào còn có hai khả năng, bộ não anh chị em còn minh định được, tế bào còn khả năng tiếp cận với năng lượng là sức là nó sẽ giải quyết được tình trạng của anh chị em, nó sẽ chỉnh sửa lại chỗ nào bị tổn thương, nó sẽ chỉnh sửa lại chỗ nào bị nguy hiểm, nó sẽ đến đó để nó làm việc, nó khắc phục cái sự việc đó. Thì chính vì vậy cái sự việc khắc phục này nó đến, nó giải quyết tình trạng của anh cực kỳ nhanh chóng, chúng ta nhanh lắm, rất là nhanh. Và cái hiệu quả thành công thì anh chị em đã thấy, những anh chị em đã đi trước đã trải nghiệm và đã đạt được cái hiệu quả rồi. Còn bây giờ cái sự tiếp nối là cái sự quyết định của anh chị em, quyết định của mọi người trong cái năng lượng này, nó giúp chúng ta cải thiện về sức khỏe và cải thiện về cái sự hiểu biết của mình, làm cho chúng ta sống hiểu biết và chúng ta tìm ra được một cái phương hướng nào có lợi cho mình nhất và mình chọn phương án đó. Nếu anh chị em không chọn cái phương án này thì cũng không có gì trở ngại. Nhưng phương án của Energy là một phương án gọi là hoàn hảo nhất trong cái thời điểm hiện tại, vì anh chị em không tốn tiền mua, vì anh chị em được tình thương yêu của những anh chị em trong ban tổ chức tặng đến cho anh chị em hết, không tính toán, và sẵn sàng giúp đỡ cái cộng đồng lớn này trong bất cứ tình huống nào, và cũng không có đặt những cái điều kiện gì làm cho chúng ta, cho mọi người khác khó khăn. Và cái điều anh chị em đến với năng lượng gốc là anh chị em phải hiểu và anh chị em phải thay đổi để cho anh chị em là người hạnh phúc nhất, gia đình anh chị em là người hạnh phúc, và kế đến là cái hạnh phúc này nó tạo cho chúng ta có một cái sự tương tác trong cái hài hòa, trong cái sự thân thiện mà chúng ta có thể thực hiện được dễ dàng, không có khó khăn. Và anh chị em nhớ nha, nhớ cho thật rõ với chú, nếu anh chị em muốn sức khỏe cải thiện nhanh và mau khỏi bệnh thì việc anh chị em làm nhiệm chú là tránh đi những cái sự lo lắng buồn phiền, những cái sự tranh chấp, tranh cãi không cần thiết đó. Anh chị em hiểu những cái điều đó thì anh chị em sống trong một cái trạng thái vui vẻ và anh chị em lấy đầy đủ năng lượng vào là anh chị em giải quyết được tình trạng.